Chào các em. Chúng ta tiếp tục giải nít số 2, vòng 13 của khối lớp 8. Trước khi giải thì thầy cũng nhắc lại, khóa V83 đã được lên lịch để xuất bản. Các em tham gia ngay, đặc biệt những em đã đậu cấp trường rồi, thì chỉ còn một cái khóa này nữa thôi, để các em thi cấp huyện và cấp tỉnh sau Tết. Sau Tết thì sẽ diễn ra là cấp huyện bảng A và cấp huyện bảng B rồi tới cấp tỉnh ha. Thì khóa này là nó khá là quan trọng, cho nên thầy tốn rất nhiều thời gian để thiết kế, không có thể làm vội, làm nhanh chi ha. Các em theo dõi trang web của thầy và đăng ký ngay, đăng ký trước cũng được ha. Bài làm đầu tiên của nít số 2. Bức tranh bí ẩn. Loại này thường thường nó dễ. Căn 16 là 4. 4 x 16 là 8. 64, vậy là căn 64 thì bằng 8. Cái bài này thầy giải ở nít số 1 rồi. Giảng rất kỹ. N bằng 5. Số đường chéo của một đa giác có 45 cạnh. Thì cái này ở khóa học V82 thầy đã hướng dẫn kỹ rồi. Số đường chéo của một đa giác N đỉnh hay là N cạnh đó. Số đường chéo của một đa giác N đỉnh có công thức là gì? Đó là N nhân cho n trừ 3, tất cả chia đôi. Đó. Và theo đề thì cái này nó bằng 45. Từ đây mình suy ra. Mình suy ra là n nhân cho n trừ 3 bằng 90. Hay là n bình phương nhân cho n trừ 3. N bình phương trừ 3n chứ nhỉ. Trừ cho 90 bằng 0. Bây giờ các em có thể giải tìm ra 2n. Dùng chế độ giải phương trình bậc 2 mà thầy đã giải rất kỹ trong khóa V81 nha. Chứ dùng chức năng tìm ít thì đôi khi nó tìm ra một kết quả không ưng ý. Kết quả là n. Nhưng làm sai chỗ nào? N nhân N trừ 3 chia 2. Đây người ta cho 45 cạnh rồi mà. Thầy tưởng cho là 45 đường chéo chứ. Số đường chéo của đa giác có 45 cạnh thì mình thay N 45 luôn. Xin lỗi các em nha. 45 trừ 3 nhân 45 chia đôi bằng 945 nghe. Bằng 945. Hồi nãy thầy lại tưởng là số đường chéo bằng 45. Thầy đi tìm N. Thực ra người ta cho N là 45, bắt tìm số đường chéo ha. Đây. Câu 4. X bằng 11, Y bằng trừ 8. Thì tìm Z. Thì thay vô đây thôi. 2 nhân X là 2 nhân 11 là thành 22 nè. Trừ 3 Z nè. 5 Y là trừ 40. 5 x 8 rồi tìm kết quả là bằng 20,6666, tức là đổi ra phân số là 62/3 ha. Đây nghe. Câu số 5. Cái này thầy giải kỹ nít 1 rồi các em nhé. Đáp án là 5040. Quay lại nít 1 coi
cái cách giải. Cái này anh A sẽ bằng 10, giải kỹ đến x1 rồi. Quay lại x1 coi tại sao bằng 10. Cái này cũng vậy. 24 x 4 chia 8 là 12. X trừ 3 bằng 12 thì x sẽ bằng 15. Câu số 8. Câu này thì các em dùng chức năng tính ở trong khóa học V81 thôi. 6A cộng 18B 12A cộng 6B. Rồi, tính A thì bằng 1 phần 2, cộng B thì bằng 2 phần 3. Kết quả ra 3 phần 2. Tính xong ra 3 phần 2. Số tự nhiên N nhỏ hơn 20. Để cái này là số chính phương thì các em có thể thử hai số này nếu thích ha. Còn mình dùng chức năng khảo hàm hàng loạt, cái chức năng mà ở bài giảng số 4 của khóa V81 á. Các em nhập x mũ 2 cộng 4x cộng 2017 lấy căn. Rồi các em cho x chạy từ 1 tới 19. Kết quả nào mà ra số đẹp, số tự nhiên tròn chỉnh thì mình lấy. Còn tại sao thì coi lại khóa V81 nha. Rồi. Không đẹp, không đẹp, không đẹp. Rồi x bằng 12 thì đẹp. Khi x bằng 12 thì cái đó nó ra 47 kìa. Cái số đó là thành số chính phương là do 47 mũ 2 lên ha. Hình vuông ABCD có diện tích là 36. Bài này thì các em có thể vẽ hình nhanh như sau. Hình vuông có tên là ABCD. Rồi trên thi đối của tia AB lấy một đoạn AM. Trên thi đối tia DC lấy một đoạn DN. Sao cho hai cái này bằng nhau nè. Đây là M. Còn đây là N. Hình vuông diện tích 36 như vậy cạnh nó sẽ là 6. 6 x 6 là 36 đó. Cái này bằng nửa của cạnh AB. Theo đề cho kìa, như vậy nó sẽ bằng 3. Rồi bây giờ mình nối MN lại nữa. Thì MN nó cũng bằng 6 thôi các em. MN nó cũng bằng 6 thôi. Vậy hình chữ nhật MBCN sẽ bằng, chu vi sẽ là 3 cộng 6 nè. Là chiều dài là 9, chiều rộng là 6, 9 cộng 6 15. Nhân đôi là bằng 30. Chu vi sẽ bằng 30 ha. Mẫu thức chung. Phân tích hai cái mẫu ra nhân tử đi. Thì các em thấy mẫu thức chung là ta lấy cái này. Con gà cho tam giác ABC vuông tại A. Tam giác ABC vuông tại A. A nè. BC vuông tại A. Trên cạnh AC lấy điểm D. AD thì bằng 18. Cái bài này như ở nít 1 làm rồi ấy. Thầy làm nhiều quá thầy không nhớ khỏi nữa. AD bằng 18 ha. Còn DC thì bằng 14. À bài này ở nít 1 làm rồi. BD thì bằng 30. Các
thì em dùng các cái định lý Pythagore đó tính diện tích tam giác BDC. Thì tính diện tích tam giác vuông lớn trừ diện tích tam giác vuông nhỏ thôi. Rồi em dùng Pythagore em tính AB đi. AB nó sẽ bằng 30 bình trừ 18 bình. 30 bình trừ 18 bình. Rồi lấy căn đã ra 24. Chỗ này ra 24 nè. Rồi lại dùng Pythagore trong tam giác lớn ha. 24 bình cộng cho 18, 14 là 32 bình. Rồi lấy căn đã ra 40 ha. Mà thực ra cũng đâu cần tính 40 này. Tam giác vuông thì diện tích bằng tích hai cạnh góc vuông chia đôi thôi. Rồi các em lấy 24 nhân cho 32 chia đôi là ra diện tích tam giác lớn nè. Rồi trừ cho 24 nhân 18 chia đôi là diện tích tam giác nhỏ. Kết quả bằng 168 à. Vuông tròn. Hình vuông thì hai cạnh sẽ bằng nhau. Như vậy x cộng 16 sẽ bằng 3x. Từ đây các em sẽ tìm được x bằng 8. X bằng 8 thì cạnh sẽ bằng 3 x 8 là 24. Hoặc là 8 cộng 16 bằng 24 cũng được. Cạnh hình vuông bằng 24 thì chu vi là 24 nhân 4 bằng 96. Heo. Cái này thầy đã dạy ở nít nít số 3 hay là nít số 1 gì đó. Nít số 3 hay nít số 1 gì đó thầy quên rồi. Các em xem lại đi. Sau khi rút gọn A nó sẽ ra là, các em tính toán cái biểu thức A này, sau khi rút gọn nó sẽ ra là 1 trên x trừ 1 nha. Rồi theo đề là 4A bằng x trừ 1. 4A tức là 4 nhân với cái này nè. Thì mình sẽ có là 4 trên x trừ 1 là bằng x trừ 1 theo đề kìa. Và từ đây các em suy ra là x trừ 1 tất cả bình. X trừ 1 tất cả bình đó là bằng 4. À. Từ đây suy ra là x trừ 1 sẽ bằng cộng hoặc trừ 2. Như vậy từ đây các em suy là x sẽ bằng 3 hoặc là bằng trừ 1. Nhưng mà ta đòi hỏi là x âm nha. Ta đòi hỏi x âm thì mình lấy cái x bằng bằng trừ 1 cho này. Vậy thôi. Giờ là bằng trừ 1. Con mèo. Rút gọn phương thức này sẽ ra trừ 1 phần x. Quá dễ dàng đây ha. Tự giải quyết đi các em. Con hổ. Y bằng 1. Cái này x. Các em lấy y 1 thay vào đây thôi. Vậy là thu được một công thức. Chỉ còn x chưa biết là từ đó các em tự tính thôi. X bằng 2. Yeah. X là số. 3x cộng 1 là số chẵn. Như vậy 3x phải là số lẻ. 3x là số lẻ thì x phải là lẻ. À, chứ x không thể chẵn được. X chẵn là nhân 3 nó ra chẵn mất. Và khi x là số lẻ thì lẻ trừ 13 là thành số chẵn nè. Lẻ cộng 5 cũng thành số chẵn nè. Bởi vì 5 là lẻ mà. 2 nhân x thì chắc chắn chẵn rồi. Như vậy cái này 7 nhân x là 7 nhân lẻ là bằng lẻ. Lẻ cộng 10 là bằng lẻ ha. Con khỉ. Cái này thầy giải ở nít số 3 rồi. Số 3 hay là số 1 gì đó. Thầy làm nít số 1 với số 3 trước em nhé. Cái này ở nít số 1 làm rồi. Kết quả làm tròn nó sẽ ra 75 đúng rồi. Nó ra 75,1,2 vậy đó. Mở này phải dựa vào công thức tính diện tích tam giác đều thầy đã dạy trong khóa học V82. Em nào chưa học V82 thì đăng ký liền đi ha. V82 thì mở lâu lắm rồi. Mở cách đây nửa tháng. Và đang có đợt bổ sung, các em đăng ký đi. Nếu chưa học thì học ngay. V81 cũng vậy. Hai khóa này đều rất quan trọng. Rồi. Con ngựa. Thực hiện phép tính này.
Cái này thì bắt buộc kem phải dùng kỹ thuật trong khóa học V82 thì làm mới nhanh được. Trong V82, thầy dạy kem cái cách phân tích thành nhân tử một cách nhanh chóng ha. Kem xem lại bài giảng số 2, số 3 gì đó ở trong khóa học V82 ha, để phân tích cho nhanh. 5x mũ 2 cộng 38x cộng 4. Dùng kỹ thuật trong khóa học V82. Mình sẽ cố gắng phân tích các đa thức này thành nhân tử nếu được. Nhưng mà cùng mẫu mà các em. Cùng mẫu thì ta cộng tử dưới mẫu, thầy lại tưởng đây phép nhân nhé, đây phép trừ mà. Vậy trừ tử dưới mẫu luôn. 5x mũ 2 trừ x mũ 2 là thành 4x mũ 2 nè. 38x trừ 4x là thành 34x nè. 4 trừ 2 là thành 2 nè. Ở dưới là thành 2x mũ 2 cộng cho 17x cộng 1. Rồi giờ mình đi phân tích theo kỹ thuật V82 ha. Ở trên á là mình rút 5 trừ 1 là 4, 38 trừ 4 đúng rồi. Rồi phân tích nhanh coi. 4, 3, 4, 2. Đây không phân tích được ta. Ở dưới mẫu có phân tích được không? 2, 17, 1. Nghiệm của nó không đẹp. Như vậy là không phân tích được. Thì mình để ý cái đặc thù của cái bài này. Thì các em để ý 4 là gấp đôi số 2, 34 gấp đôi số 17, 2 gấp đôi 1 đúng không? Vậy ở trên nếu mình rút 2 là nhân tử chung, thì cái phần còn lại ở trên á, nó sẽ ra cái mẫu luôn nha. Nó sẽ ra cái mẫu luôn. Đó. Như vậy rút gọn nó ra 2. Đừng để điểm rơi. Cho tam giác cân ABC, các em vẽ hình. Có góc A 30 độ. Trong tam giác ABC dựng tam giác BCD đều. Cái này làm ở đích 1 là nha. Tính góc ABD. Góc ABD thì sẽ bằng góc ABC trừ cho 60 độ ha. Góc ABD này thì sẽ bằng góc ABC trừ cho góc DBC. Em vẽ hình xong các em sẽ thấy thôi. Góc ABC á, thì các em lấy 180 trừ 30 chia đôi là bằng 75. Rồi trừ cho 60 độ tam giác đều mà. Vậy sẽ ra là mới 15. Cái này thì ra là 23 cộng 57 là tất cả bình 80 á, 5864 6400. Trên đoạn thẳng AB, trên đoạn thẳng AB các em lấy điểm M trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB dựng tam giác đều AMC. Giác đều AMC. Với lại tam giác đều MDB. Tam giác AMC đều và tam giác MDB cân tại D. Cân nhé. A, B
tam giác đều AMC, M nằm trên đỉnh BD, dựng một tam giác cân nè. Sao cho góc B bằng 40 độ. Rồi, cỡ này đi. Cho đoạn thẳng AB, lấy M trên cùng nửa mặt phẳng AMC đều MDB. Rồi dễ ẹt hả trời. Góc B bằng 40 thì góc M chỗ này bằng 40 nè. Hù dọa nhau không à. Rồi góc bên cạnh là 60, tam giác đều mà. 60 với 40 hai bên kẹp giữa nè. Vậy cái góc CMD sẽ bằng 80 thôi. Trời hù dọa nhau không à. Nếu cái này bằng 2 thì cái này bằng mấy? Để các em dùng chức năng tìm x rồi tính luôn cho nó khỏe đi. Đúng không? 2 nhân cho x cộng 3 thì bằng 1. Từ đây các em tìm x cho thầy. X nó sẽ bằng trừ 2,5. Và sau đó các em lấy 1 chia cho x cộng 5. Nó bằng 2/5 kìa. Hai x mũ 2 bằng 9x trừ 4. Thì từ đây mình tìm x luôn cũng được, dùng chức năng trong khoa học V81 á. 2x mũ 2 nè, hai x mũ 2 trừ 9x cộng 4 bằng 0. Rồi, em tìm x cho tôi. X nó sẽ ra liền, ra 0,5. Vậy 2 nhân x sẽ bằng 1 kìa. Còn tại sao ra 0,5 nhanh như vậy? Thì các em xem lại khóa học V81, V82 nha. Thầy dành thời gian để giải những bài khó thôi. Cho hình chữ nhật. Bài này thầy đã giải ở nít số 1 hoặc là nít số 3 gì đó rồi. À, nít số 1, chính xác là nít số 1 luôn. Dùng diện tích tam giác để giải. Cuối cùng x sẽ bằng 30 nhân 40 chia cho 50. Tức là trong tam giác vuông á, thì tích hai cạnh góc vuông sẽ bằng đường cao nhân với cạnh huyền. Cái kiến thức cơ bản đó thầy dạy rất kỹ trong V82 các em nha. Coi lại đi. Cái bài này thầy giải ở trong trong cái khóa học. Đâu có, cái này thầy giải ở trong nít số 3 rồi nhé. Thầy có thể giải một lần nữa cho các em xem. FK nó sẽ bằng là K mũ 2. FK là bằng K mũ 2 trừ 3K trừ 5. Và theo đề thì nó bằng K. Như vậy từ đây các em có là K mũ 2 trừ 4K trừ 5 bằng 0. Rồi từ đây các em dùng chức năng giải phương trình bậc 2 ha. Các em sẽ tìm được K bằng trừ 1 và K bằng 5. Chức năng giải phương trình bậc 2 trong khóa học V81. Ở đây người ta đòi x K không âm thì ta chọn K bằng 5. Giả sử người ta đòi K âm á, thì các em chọn trừ 1 cho thầy. Cái bài này thầy giảng rất kỹ ở nít số 3 rồi. Đúng không?
ở Nick số 3 thì giảng rất kỹ kìa. Còn nếu rảnh, ở đây cũng đang rảnh mà phải không, thì giảng lại nè. 17/3 em tách ra là bằng 5 cộng cho 2/3, không tính thử đi, mà 5 cộng 2/3 thì là bằng 5 cộng cho 1/3/2. Tiếp tục 1/3/2 thì thầy lại tách thành 1 cộng cho 1/2. Như vậy n của mình á chính là 1 nè, còn m chính là 5, còn p chính là 2. Người ta hỏi n, ta trả lời 1 ha. Số dư khi chia cái này cho 210 sẽ là 1. Cái này các em thay vô các em thử. Còn nếu giải bằng toán tự luận á, toán học sinh giỏi á, thì đây là một bài cũng khá là khó đó ha. Các em sẽ phân tích 4 hạng tử đầu thành nhân tử. Nó gồm có nhiều số nguyên liên tiếp, chia hết cho 210 ha. Mà đây là toán viên bích, thì mình dùng kỹ thuật thầy dạy trong V81, kỹ thuật tiềm dư. Nó ra nhanh lắm. Ngồi đó mà mần mò hết giờ mất. Vẽ hình tam giác ACB, cân tại C. AC bằng 7, CB bằng 7. Lấy D trên AB sao cho AD bằng 8. AD bằng 8. 7, 7. AB, D trên AB sao cho cái bằng 8. AD bằng 8 nè. CD bằng 3. Góc CDA bằng 60 độ. Tính độ dài BD. Và nhìn có vẻ rối nhỉ. Tam giác ACB cân tại C. Bài này thì nó cũng mang tính hù dọa thôi các em. Giờ thầy sẽ vẽ tam giác cân như các em coi ha. Đây tam giác cân nó đang nằm đây luôn. Rồi tam giác cân. Rồi lấy một điểm D trên này nối lại cho góc này 60 độ nè. Đặt tên ABCD. A B C D. Rồi đây 60. Rồi đây bằng 7. 7 7 8 CD thì bằng 3. Rồi giờ thầy kẻ đường cao xuống, từ C thầy kẻ đường cao xuống thì ra một tam giác vuông có góc 60 độ. Như vậy theo kiến thức thầy dạy thì cái tam giác này nè, tam giác CED là nửa tam giác đều em nhé. Tam giác CED là nửa tam giác đều. Coi lại V82 giùm thầy. Thì CD bằng 3 thì ED sẽ bằng 1,5. AD là 1,5 ha. AD mà 1,5 á thì lúc đó là AE sẽ bằng 8 trừ 1,5 thì nó bằng 6,5. AE bằng 6,5 thì EB cũng bằng 6,5. EB bằng 6,5 thì BD sẽ bằng 6,5 trừ 1,5. Vậy tóm lại là DB sẽ bằng 5. Hết phim. Vậy ha, DB bằng 5. Vậy là giả thiết 7 cm mình dùng tới kìa. 5. Nập bài. Rồi như vậy thầy đã giúp các em giải xong một nick nữa ha. Các em đăng ký ngay khóa học V83 đi. Đăng ký ngay cho thầy.
Nếu đã đậu vòng trường, đừng có tiếc ha. Không có bao nhiêu tiền, thầy chỉ dạy để lan tỏa kiến thức thôi, chứ tiền có bao nhiêu đâu. Nếu các em học các cái khóa học này ở những nơi của Bộ Giáo dục đó, thì họ lấy học phí rất là cao ha. Còn đây thầy chỉ lấy gọi là thôi, để duy trì cái mạng để giao tiếp với các em thôi. Rồi hẹn gặp lại các em ở cái nick tiếp theo. Bye bye.